Xa cá kia, dâu kìa. Dâu nằm ở ngoài giữa đường luôn. Kìa kìa. Wow. Thả trái đen á, trái đen nè. Trái đen. Hình như cái này là chưa chín đâu sao. Nè, trái này chín rồi, ăn đi. Bỏ miệng ăn. Ngon không? Mấy trái bên này nữa nè, mấy trái bên này nữa nè. Ừ, hái đi. Con hái đi. Con luộc, đây đây mẹ hái cho. Trái đó chín không? Trái này hình như hơi cứng, nhưng mà ăn thử đi. Ăn thử ngon không? Bỏ miệng ăn thử. Để xuống kia. Không sao đâu, ăn đi. Rồi ăn đi, bỏ miệng ăn thử. Chua hả? Chua hả? Ừ. Trái này mấy trái này nó mới nở à sao à? Coi chừng gai á, gai quá trời nè. Này. Trái đó chưa chín. Trái đó còn sống. Thấy không? Blackberry nó nằm ở ngoài đường luôn. Cái này là dâu đen. Đợi khi nào mình nó chín xong đó mình xách cái xô xuống mình hái ha sa ha. Trời nó nằm ở dưới nha. Coi nè. Nằm ở ngoài đường luôn nè. Đã không? Sao mấy cái đó chưa chín đâu con? Hình như mấy cái này để mẹ con thử cái này chín chưa. Con đừng có hái cái trái trái xanh với lại trái đỏ. Cái đó nó chưa chín đâu. Cái đó chưa chín, cái đó màu đỏ, mà màu đen á. Mà đợi nó mềm đó mình xuống mình hái nha. Đi. Nắng quá sao? Ôi sao nó còn tiếng núi nó chưa muốn đi thấy không? Nho nè, nho mà ngoài đường năm nào cũng ghé hái ăn mà bây giờ nó vẫn còn xanh quá, còn nhỏ quá. Để khi nào chín xong mà mình đi xuống hái nha sao? Chỗ này là trường học nè, năm nào cũng xuống hái plum. Trời hôm nay ít đỡ nóng hơn là hôm qua 100 độ mấy lần, 100 độ. Mấy trái này xanh quá, còn xanh. Năm nay còn xanh. Để một tuần sau nữa xuống. Mấy trái này được cái là ngọt dữ lắm. Chắc tuần sau xuống hái. Bây giờ đây hái blackberry. Mặn. Để tuần sau xuống hái. Bây giờ mình hay hái blackberry. Có nhiều trái còn sống nhưng mà cái trái này chín rồi nè. Ấy là nó lọt ra liền thấy không? Nó lọt. Mình đụng vô là nó mềm, nó lọt ra liền là nó chín rồi. Sa ơi. Ăn nè Sa. Ủa? Bánh đâu ăn vậy? Bánh đâu ăn vậy? Nè. Lấy nữa ăn nha. Lấy về nhà ăn cũng được. Hai trái bổ. Ừ, ăn hai trái luôn. Ăn thử ngọt không? Ngon không? Ngon mà sao cái mặt nhăn dữ vậy sao? Đừng có chùi vô quần áo nha. Đừng có chùi vô á, nó dính là giữa hết da luôn á. Ok, giờ ăn thêm mấy trái nữa. Let's see. Sa cười lên. Cười đưa răng ra. Ăn đi, bỏ mì ăn đi. Rồi nhai 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 xong cười lên.
Cậu điên, cậu điên muốn kêu hai cậu điên. Cậu điên muốn coi răng của sao? Hãy ra y. Trời nó bự kinh khủng luôn kìa nè. Má mẹ. Ồ hả? Sao? Gai. Pocket. But when it's ready. Yeah, it's red. It's red, mommy. Ok ok, đưa đây cho mẹ, không sao. Không sao, bỏ vô đây đi, lát nữa mình lựa ra nha. Đưa đưa cho đá đi, đưa cho đá đi. Mommy, ba. Ok. Để con cầm đi. My bad, you bad. Đợi đó đi, rồi lát nữa mẹ lấy ra. Sao? Đi từ từ coi chừng gai nha. Rồi. Con đi qua đó đi coi thử. Sao ơi nè. Wow. In the bucket. Ngồi ở đây với mẹ đi. Ngồi trong mát nè. Hôm nay là 100 độ F. Hình như một đúng rồi 100 độ F. Ghiền berry quá thì bây giờ phải đi hái nè. Nè. Đi. Để hái được cái như này. Cái này là berry and berry. Nóng quá. Xa với lại ba nó nóng quá, đi qua bên kia hái blueberry rồi, cháu Việt Quốc á. Còn mình thì ở đây rồi, hái được bao nhiêu thì hái. Ngày mai là cái này là hết mùa rồi, hôm nay là ngày cuối nè. Mấy cái trái này nó khó hái thì nó có gai nhiều nè, nãy giờ chăm quá trời luôn. Nhưng mà ăn cái này nó ngon hơn là dâu đen. Gai quá trời luôn, phải cẩn thận, phải vô. Xa đó rồi đi theo mình, thôi cho nó đi qua bên ba nó đi cho nó mát, cho nó khỏi bị gai đâm. Đây nè, cái trái này. Mấy cái trái này nó nằm ở dưới cái lá, mình phải dập nó ra cho nên nó khó hơn nè, thấy không? Phải rạch nó ra vì nó lên quá trời luôn nè, trời nó đâm nè. Đây. Hôm nay trời nóng lắm luôn, nhưng mà cũng phải hy sinh là phải ra. Ra hái được bao nhiêu thì hái. Hái về ăn, còn dư thì mình bỏ tủ đông. Để ăn nguyên năm luôn. Muốn làm sinh tố thì cũng được. Có mấy trái này bự bự không à, nó còn sống nè, thấy không? Ừ. Cái này thì ok. Nãy giờ hái cũng nhiều lắm luôn. Rồi nó mọc nè. Trái này trái zucchini. Quá trời luôn. Nè, chúng ta tính tiền về cornfield. I want this, Sam, for two. What, some beets? Yeah. Two for a dollar? Two for a dollar. Yeah, okay, you do these? Yeah, let's go with two. Okay, một cái này là chút. Bye bye.
We owe $10 from last time. You owe $10 from last time? Okay, cool. Cool, cool. Làm gì đó? A wormy, huh? Oh, that's a wormy. What do you think the worm is doing? Looking for something to eat? Yeah. Super, thanks. Have a good evening. Take care.